Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Subnautica Below Zero Early Access. Trong tập trước, chúng ta đã đi một vòng, lấy được rất nhiều món đồ mới trong bản cập nhật lần này. Và ngày hôm nay, ta quay về đây là để đi ngủ. Yay! Ngủ một cái cho có điện năng nó quay trở lại, rồi chúng ta mới có thể làm việc tiếp được. Bây giờ ta sẽ cần phải làm một cái jukebox và thêm mấy cái loa để ta gắn vô trong đây, biến nó thành vũ trường nhảy đầm. Chúng ta sẽ cất cái này đi. Đâu rồi, chúng ta sẽ lấy cái habitat builder một cái. Rồi cái jukebox đâu? Nó đây. Và để nó ở đâu? Để nó ở đây. À khoan, xuống dưới lấy đồ một cái titanium đúng không? Ta sẽ cần bao nhiêu titanium? Ta cần phải có 4 titanium đi. Mình sẽ cần một quartz và hai copper. Thì trong thời gian giữa hai tập, mình cũng đi kiếm thêm đồ để chúng ta có thể làm việc cho nó dễ dàng hơn. Và ta để cái jukebox xuống bên này hả? À, để bên nào cũng được hết. Gắn xuống. Chuẩn bị chơi nhạc. Mở cái này lên, gắn loa. Loa treo tường, treo ngược được không? Loa này chỉ có treo trên tường thôi, chứ không treo ngược được. Và gắn vô bên góc đó kìa. Chúng ta gắn thêm cặp loa. Này là phải có được cặp loa âm thanh vòm, nghe cho đã. Vậy hả? Nếu mà âm thanh vòm thì mỗi chỗ này chúng ta đều gắn hết. Còn bao nhiêu chỗ nữa đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái. Chơi luôn. Tôi dư lắm. Thoải mái. 3, 3, 6. Rồi. Và copper đâu? Ê, copper. Lấy copper kìa. Copper đây. 6 cái. Rồi tới lượt cái speaker thôi. Nghe âm thanh này là đã lắm nha. Chúng ta gắn lên. Thêm speaker. Quá dữ. Và speaker ở bên này với ở bên này, chúng ta gắn vô. Còn chỗ nữa không? Còn ở đây, chúng ta gắn ngay góc này thôi. Và bên này. Oh yeah. Chuẩn bị. Ủa? Ồ, tự nhiên scan jukebox là sao? Scan được gì? Có scan speaker không? Không có. Và mở nhạc. Đã chưa? Đây là nhạc của Subnautica. Vô. Đó, con nó chớp kìa. Nhảy. Hơi. Hơi. Cái này ban đêm chơi nó mới thú vị. Và ta hãy qua tiếp bài kế tiếp coi. Ủa con bài hả? Kỳ vậy. Này là shuffle nó nè. Để coi thử coi nó có bài khác không. Ủa con bài à? Kỳ vậy. Phải có nhiều bài lên chứ. Sao có một bài vậy? Có một bài à? Hay là chúng ta mở chưa đúng? Ở đây chúng ta phải kéo tới. Oh yeah. Yo. Yo. Rồi, thôi bạn nghe từ từ đi. Bây giờ trong lúc vẫn còn nghe, mình vừa im lặng để mình coi thử coi chúng ta đứng bên dưới này nghe không thì vẫn còn nghe. Nghe cho đã. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải có modification station. 3 món. Đó, tại sao ta không gắn công thức của nó lên luôn ta? Modification station. Ta sẽ lấy titanium. Và đây là nhạc của Subnautica thôi. Titanium led đúng không? Để em này ở đâu đây? Lên lầu đi. Em này đã trên lầu và nằm ở đây. Nhạc lớn quá. Rồi rồi, chúng ta có thể giảm âm lượng xuống một chút. Tại vì nhạc lớn quá, không nghe mình nói gì hết. Survival Night biến thành Thermal Play. Air Tank biến thành Ultra High Capacity. Quá đã, quá đã. Lithium một cái. Rồi Thermal Plate đúng không? Tháo.
nâng cấp. Gắn vô. Đây là con dao nó có lửa ở trên. Và cái này ta cần 4 lithium. Nghĩ sao lấy có 1 lithium vậy? Đây là 5 lithium rồi. Và con dao nè, con dao mới. Dao này rất là quen thuộc ha. Và ta tháo cái này xuống luôn đi. Ta-da. Và nó có thể chứa được tới bao nhiêu đây? 180. Quá dữ. Chúng ta đang nghe nhạc. Và bên này, khoan, mình vẫn còn một thứ nữa, chính là cái booster tank. Cái booster tank đâu? Nó đây. Nó cần phải có một cái air blader và một cái high capacity tank. Titanium và fiber mesh hả? Fiber mesh chúng ta phải đi lấy rồi, chứ mình không có fiber mesh ở đây. Ồ, ta đi ra khỏi đó thì không nghe được nữa. Nó cũng hợp lý ha. Và tạm thời dừng bài nhạc lại một cái, để mình đi xuống dưới. Chúng ta đi lấy fiber mesh. Fiber mesh là nằm ở bên khu vực Kale Forest. Arctic Kale. Ở nơi này phải gọi là vậy mới đúng. Và chỉ cần qua đây là tới liền. Đó, thấy rồi nè. Fiber mesh hình như là cũng cần hai cái. Ta cứ chặt hai miếng đem về đi. Và cái high capacity tank này kết hợp với lại cái pre-breeder là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái này thì chưa được xử lý. Chắc là cái hiệu ứng đi ra đó là của bên C-Mod. Chúng ta sẽ lên trển một cái, mở nhạc tiếp. Nghe tiếp. Và có những cái chúng ta nên bỏ đi. Chúng ta sẽ cần phải có fiber mesh. Và capacity tank đầu, 2 titanium. Chế tạo. Xem nó chế tạo lộn. À, nó còn một cái nữa ở đó. Có cái gì đó, còn cái này nữa nè. Silicon rubber mình có. Và đi bắt một em kia. Ôi, khoan. Ta phải lên tắt nhạc một cái. Rồi, bình tĩnh. Chúng ta lên tắt nhạc một cái. Ta đi bắt một con Blader Fish. Và hy vọng Blader Fish không có bị tuyệt chủng. À ha, nó kìa. Nó không có bị tuyệt chủng. Hên ghê. Thường cập nhật lần trước, nó làm cho Blader Fish nó bị tuyệt chủng. Đó là một vấn nạn không thể nào chịu được. Và mở nhạc tiếp. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần phải có một cái Air Blader. Cái này là cái gì? Cái Air Blader này á, là một cái chúng ta đem ra sử dụng thử đi. 10 giây oxygen và Air Blader. Đây. Ví dụ mình đang bơi ở đây, mình có thể sử dụng được cái Air Blader. Và nó lên nó sẽ hút khí oxygen. Để cái này á, nó sẽ giúp chúng ta, lỡ như chúng ta xuống sâu quá mà bạn không có đủ oxygen, thì bạn có thể sử dụng oxygen ở trọng. Và thôi, tạm thời ta sẽ có được 10 giây oxygen. Nó rất là hợp lý nếu mà bạn cần phải tới được một cái nơi nào đó để có thể thở được trong thời gian ngắn. Còn không, nếu mà bạn ở trong hang động thì không tính nha. Hang động chắc không làm được đâu. Như hồi nãy mình mới vừa làm, đó là chúng ta bấm một cái, nó sẽ kéo mình bay ngược lên, để mình có thể lên trên đó mà thở. Giờ chúng ta kiếm hang động thử coi. Hang động. Bây giờ nó sẽ xuống sâu đến cỡ nào. Ta bấm một cái nó có bơi lên trển hay không. Và xuống dưới thử có cái hang luôn. Chúng ta bơi ra đây. Ra đây thế nào cũng sâu à. Bao sâu luôn á. Xuống tới 100m luôn mà không sâu chứ cái gì sâu nữa. Và giờ ví dụ như mình đang đứng ở đây đi, mà mình cần phải thở. Bấm một cái. Đó. Nó kéo mình lên. Và chúng ta đã lên tới trên này để có thể thở lại. Ôi, bay khỏi mặt nước luôn. Ghê chưa? Chúng ta bay khỏi mặt nước luôn á. Giờ ví dụ như chúng ta vô trong một cái hang. Không phải là cái hang dữ dội lắm, cái hang như thế này thôi. Thì nó có kéo mình đi đúng hướng hay không? Không nha. Vậy thì không, chúng ta phải điều khiển cái hướng.
để chúng ta có thể vượt ra, nhưng mà nó cũng không thể nào tới phía trên đó được. Cái này là cần có sử dụng để khi mà bạn gọi là không còn chỗ nào có thể lấy được oxygen nữa, quẩn trí quá rồi, bấm một cái bay lên, vậy thì nó mới có thể thở được, mới sử dụng được cái món này một cách hiệu quả. Mà tốt nhất là đừng có để cho tới hết oxygen rồi chúng ta mới cần phải sử dụng nó. Và ta hãy đi qua bên đây. Sau khi ta đã có được hai món cần thiết, ta sẽ làm được cái booster tank. Ủa, nãy giờ mình vẫn để nhạc hả? Quên tắt ta. Ủa, bây giờ chúng ta cần thêm cái gì đó để ta coi coi. Booster tank cần có hai class, một silver, 4 titanium, 1 silver. Silver đâu? 2 class nghĩa là 4 quartz và 4 titanium. Rồi, hết titanium của tôi luôn. Mình cũng có chuẩn bị thêm titanium đó, nhưng mà lại hết luôn rồi. Ghê thật. Chúng ta sẽ có 2 class và 2 capacity tank. Chuyển sang booster tank. Cái booster này nó sẽ giúp chúng ta có thể tăng tốc được ở dưới nước. Các bạn thấy cái con sea truck nó tăng tốc không? Rồi, để lên tắt nhạc cái. Lại tắt nhạc nữa. Lát nữa nghe tiếp. Và nó sẽ có được bao nhiêu? Nó không có được nhiều oxygen lắm. Chỉ có tới cỡ đó thôi. 120 đúng không? 90 à? Ủa, giờ này tối hả? Mình bấm ship một cái. Khoan. Bây giờ mình bấm ship một cái. Các bạn thấy oxygen nó đang giảm rất là dữ dội không? Đó. Nó giảm rất là dữ dội. Để chúng ta có thể sử dụng hết cái oxygen ở trong mà ta bơi đi. Và tới một mức độ nào đó thôi. Cũng phải để oxygen lại cho thở chứ. Hết oxygen chết sao? Đúng không? Và đây là booster tank. Đây là Superwoman. Tại bay giống như là bay trên bầu trời vậy đó. Siêu nhân hay bay đưa kiểu đó. Và ta hãy cất nó vô. Đây là cái flashlight helmet thôi. Chỗ nào tối quá gắn vô mở đèn. À, tối rồi. Bắt đầu mở nhạc và tiến hành nhảy đầm. Đèn chớp tắt. Đó, phải chớp tắt liền. Nhảy lên anh em ơi. À, nhạc này không có sung. Nhạc này không sung sao nhảy đầm. Chắc cái này là chỉ khiêu vũ thôi. Rồi hết điện, tắt nhạc, đi ngủ cho trời sáng có điện lại. Thiệt tình. Không có được cái gì hết. Tại vì hả, cúp điện một cái là coi như thôi. Bó tay thiệt. Và trong tập trước thì chúng ta cũng tìm được một cái filtration machine. Hiện tại thì chúng ta đang chơi ở chế độ không cần thức ăn và nước uống. Nhưng mà thôi cũng làm cái cho nó vui. Cái này không khó, mà aerogel thì sao? Aerogel nó sẽ cần phải có một cái món mà mình nhớ là ở đây hình như là chưa có. Gel sack. Nó nằm ở đâu? Thôi chúng ta để gác lại qua một bên trước đi. Ở trong này nó còn lại cái gì nè? Alien containment. Cũng thú vị. Và đây, đây là những cái mới. Ví dụ như cái này, đây là control room. Chúng ta sẽ cần phải làm một cái. Thôi để vô đánh dấu một cái. Unpin hết đi. Chúng ta sẽ cần phải đánh dấu. Và mình sẽ cần có advanced wiring kit. Tiếp tục chúng ta sẽ có gì đây? Laser cutter cần một món nữa. Phải tìm cái laser cutter qua. Không có laser cutter thiệt là khó chịu. Và ta có 3 cái ở đây. 1, 2, 3. Cái observatory nó sẽ có một cái chỗ để ta đứng dòm thôi. Nó cũng không có gì đặc biệt hết. Bây giờ ta chắc là sẽ phải sử dụng rất nhiều titanium đó. Nhìn vô thấy toàn titanium không? Titanium và titanium. Bây giờ mình sẽ lấy titanium. Đầu tiên mình lấy titanium trước. Ủa, mình tháo cái flashlight ra một cái, cất đi chứ, cho nó có chỗ chứ. Chúng ta cần gì phải gắn nhiều vậy?
Và cái này là i-compartment. Chúng ta sẽ gắn ra phía bên ngoài này. Ở đây chúng ta gắn được, nhưng mà mình sẽ gắn ra phía bên ngoài này một cái. Gì đây? Dướng cái gì? Dướng cái gì mà không cho tôi gắn? Dướng cái này nè. Thiệt tình. Bây giờ ví dụ như ai không bắt mình gắn chảnh được không? Gắn chảnh không được, quên. Tại vì ở chảnh là không chơi được rồi. Thôi gắn đây đi. Gắn ở đây. Và bay hình strand. Chết rồi. Phải gắn thêm. Ê, khoan 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 khoan. Nếu không là căn cứ nó sẽ bị sập luôn á. Đây là chỗ chúng ta sẽ gắn cái kế tiếp. Đây là lát rum. Cái phòng nó bự hơn. Và lát rum nó cần gì? Đâu cần mở lên đây đâu. Lát rum cần hai cái plastil. Và ta lên chảnh. Plastil thì mình sẽ cần phải có rất nhiều titanium. Và mình nhớ là mình vẫn còn một cái titanium ingot. Và ta làm thêm một cái titanium ingot nữa. Rồi xong. Nó sẽ có thêm plastil 4 lithium. Lithium vẫn còn nhiều. Vẫn có thể tự tin mà sử dụng. Đây rồi. Ta sẽ có hai cái plastil. Ủa, cái đường này chưa có kết nối đi đâu hả? Phải không vậy? Ủa, sao nó lại gắn đây? Bó tay thiệt. Kết nối vô. Ủa? Ai compartment? Ủa cái gì vậy? Lý do gì mà nó lại không kết nối vô trong đó? Tại vì nhìn như vậy, nó không kết nối, nó phải như vậy nó mới kết nối nè. Kỳ lạ ta. Điều gì đã xảy ra? Thôi để mình lên trên này cái. Mình lấy cái moon pool mình bỏ đi. Mình làm một cái phòng multi-purpose room một cái. Rồi xong mình gắn cái moon pool ra ngoài kia một chút. Ta lấy cái này ra. Kỳ lạ. À nhớ rồi, chúng ta sẽ phải bỏ cái chỗ này đi. Ta phải xài cái ngã ba ngã tư nè, quên. Lâu ngày quá quên. Tại vì xây này lâu rồi. Giờ cần phải sửa lại. Ta phải bỏ cái moon pool trước. Bỏ moon pool hơi bị nhiều thứ nha. Còn chỗ không? Còn. Storage container có gì chổng? Có cái gì ở trong mà lại thông báo là không có. À biết rồi biết rồi, nó bị vướng cái locker ở đây. Ta có cái wall locker, ta phải làm một cái wall locker khác ở ngay tại đây đỡ làm đỡ để bỏ đồ vô. Rồi bỏ nhanh cái này bỏ vô. Rồi những cái nhỏ nhỏ như thế này. Ấy còn chỗ mà. Sao không tận dụng? Bỏ vô. Lubricant hả? Hình như lubricant này không có cần nhiều tới vậy. Rồi đó. Vậy thì mới bỏ vô được. Và lubricant. Moon pool cần bao nhiêu lubricant? Coi lại coi. Moon pool. Moon pool đâu? Chỉ cần có một lubricant thôi. Ấy, một cái. Và ta tháo cái locker ra một cái. Ra bên ngoài. Tháo cái này ra luôn. Tháo cái head trước. Xong rồi mới tháo cái đường này. Đó, vậy mới được. Rồi chơi thẳng cái ngã tư này luôn cho rồi đi. Khổ ông quá. Sau này gắn tùm lum hết. Bây giờ ta gắn luôn cả một cái lát rum chơi cho nó thú vị. Lát rum. Xích ra, xích ra. Đúng không? Kết nối không? Kết nối không? Để coi kết nối không nha. Ủa? Sao không kết nối? Giỡn à? Tôi gắn lát rum vô mà. Nó phải kết nối vô.
Bây giờ ta phải tìm cái chỗ để nó sáng xanh lên. Xanh nhưng phải kết nối. Kết nối không? Có vẻ như là... À, kết nối rồi. Mừng quá. Phải vậy chứ, nó phải sáng lên mà nó phải kết nối mới được. Mình sẽ gắn cái head ở bên dưới lại. Ta sẽ lên ở bên dưới. Rồi, vô. Đó. Bây giờ con đường nó sẽ chia làm 4. Mấy cái chỗ này bây giờ nó rộng rãi nè. Hồi xưa nó nhỏ quá. Các bạn thấy cái phòng này nó rất là nhỏ luôn không? Nó nhỏ, thành ra là chúng ta chỉ có thể xài những cái wall locker cho nó tiết kiệm chỗ. Mà cái wall locker thì nó sẽ không bằng được cái locker. Và ta có cái locker không? Không có hả? Ủa, mình nhớ mình có cái locker mà ta. Cái locker là cái tủ bự hơn á. Không có cái tủ đó ta. À, không có cái tủ bự đó. Các bạn còn nhớ cái phòng đầu tiên ngay chỗ cái căn cứ không? Thì cái phòng đó nó có hai cái phòng thiệt là dài luôn. Là sử dụng cái này nè, lock room. Và nó còn một cái upgrade nữa, để chúng ta có thể gắn kiến ở phía trên, giống như cái multi-purpose room như thế này. Mà bây giờ để mình coi multi-purpose room. Ta còn thiếu titanium. Và ta còn phải cần thêm titanium với lithium. Ta cần phải có kiến nữa. Hai cái enamel class. Bốn cái diamond với lại lithium, đúng không? Diamond với lithium. Rồi để coi thử coi. Enamel class. Nó đâu? Led. Nó cần phải có led. Ta sẽ làm cái này trước. Rồi mình lấy thêm hai led. Led đâu? Giờ để ở đây hơn là có ghi tên đó. Hai led. Và moon pool chưa gắn. Từ từ, để xong cái vụ này trước đã. Bên đó thì mình không thấy chỗ để chúng ta gắn kiến. Và đừng có bấm plasteel làm gì. Bấm plasteel là khóc hận đó. Nó đâu rồi? Đầu tiên ta hãy coi thử coi. Window gắn được ở đây. À ha. Như vậy là cứ hai miếng phải không? Hai miếng chỗ này và hai miếng chỗ này. Chúng ta có thể gắn kiến được. Rồi chúng ta phải gắn một cái con đường vô ngay tại đây. Được rồi đó. Ổn. Và ta sẽ cần phải đi ra bên ngoài một cái. Bên ngoài trời tối thui chưa? Multi-purpose room. Multi-purpose room này không gắn được rồi. Và cái chỗ này cũng không tháo được. Thôi, ta gắn phía bên này cái đi. Được không? Cũng không được. Thôi gắn cái này dài ra một cái. Hy sinh thêm chút xíu nữa. Để mình gắn cái multi-purpose room. Đây nè. Nó ở ngoài đây nè. Nó đâu rồi? Sao nó không sáng đèn lên giùm tôi? Đó, nó vừa sáng đèn lên kìa. Ấy. Sáng đèn lên. Multi-purpose room. Và nó sẽ còn thiếu gì không? Titanium còn thiếu. Chúng ta vô lấy thêm titanium. Titanium ở bên đây. Xài titanium như là gì vậy đó. Và ta có thể... Không, cho xây. Không cho xây ở bên đó. Bắt buộc phải đi qua từ bên này. Và đây là multi-purpose room. Đây là cái class compartment. Multi-purpose room. Class dome. Đó. Bây giờ ta có thể nhìn ra được phía bên ngoài nữa. Lên nào. Và ta có nhìn ra bầu trời. Đẹp chưa? Và chỗ này gắn tạm thôi nha. Tại vì chỗ này mình dự định là ta sẽ đổi. Ta sẽ hủy cái này đi. Reconstruct. Ra bên ngoài một cái. Để mình hủy cái phần class. Ta sẽ đem qua gắn ở bên kia kìa. Các bạn thấy bên kia không? Là chỗ đó đó. Chỗ này có thể chúng ta gắn moon pool cũng được. Để gắn lại cái moon pool cái đã. Nhiều khi quên á, không gắn moon pool luôn á. Gắn cái moon pool xuống. Moon pool. Xoay nó lại. Xoay. Nó không chịu xoay nữa mới ghê á chứ. Hả? Xoay lại. À, sao không xoay được?
Rotate right rocket và left rocket. Kỳ vậy? Sao bấm không xoay? Vậy đâu có đẹp. Thí dụ như nó phải như vậy nè. Và ví dụ như cái này thì hồi nãy nó có để chúng ta có thể xoay được không? Đó, chúng ta xoay được nè. Mình lăn chuột là mình xoay thôi à, đâu có cần phải làm gì đâu ta. Còn moon pool này chắc là một cái thiết kế nó nằm y nguyên như vậy rồi. Moon pool không xoay được, nhìn nó kỳ. Nó phải đưa về phía bên kia kìa, đúng không? Chứ nghĩ sao nó nhìn về phía bên này. Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm. Chúng ta sẽ cần phải có thêm lát rồi đây. Tại vì cái phần đế nó không có đủ sức. Nếu không mà lát nữa có chuyện đi, cười luôn á. Và ta còn rất nhiều đúng không? Lát đây. Lát không nhiều lắm. Để mình lót cái đế trước đi. Trước khi nguyên cái căn cứ này nó phải chịu sức ép của nước nữa. Mất công. Và đây là foundation. Foundation không gắn ở bên này được rồi, dướng moon pool. Úi, sao foundation không gắn ở đây được? Nó lại gắn ở bên này được. Để kết nối cái foundation này trước. Đó, nó sẽ tăng lên 0.8. Ở bên đây là không gắn được. Còn không, chúng ta có thể làm được cái này. Reinforcement hơn integrity nè. Nó sẽ cứng hơn là cái kia. Và ta làm cái này luôn. Đó, cộng 7 liền. Khác liền. Nãy giờ mình đang điều chỉnh lại căn cứ. Bởi vì khi mà chúng ta gắn thêm những cái foundation á, nó sẽ tăng được cái khả năng chống chịu sức ép của nước. Nếu chúng ta bỏ ra, nó mất đi, thì nước nó sẽ ép, làm cho một vài chỗ căn cứ nó bị bể. Mà nó bể thì chúng ta sẽ cần phải đi sửa. Phải đi tìm vị trí đó để sửa nha. Nếu không sửa là thế nào nó cũng ngập lụt như thế này đó. Nghĩ sao căn cứ mà còn ngập lụt nữa. Sửa xong rồi đó. Và mình quất cho hai miếng ở bên đây luôn. Hai miếng này là đảm bảo luôn á. Cái này là để cho bạn xuống tới độ sâu thật là khủng khiếp luôn. Nói chung là nó sẽ rất là cứng để có thể chống lại được cái sức ép của nước. Và ta sẽ cần phải làm cái gì đây? Ta cần phải có wiring kit. Ta có wiring kit rồi, ta cần phải làm lấy thêm vàng. Vàng. Ôi ôi ôi, bấm lộn. Vàng bên đây có nhiều lắm. Giờ vàng nhiều quá, xài không hết. Giờ nó sẽ có advanced wiring kit. Rồi ta cần gì nữa? Ta cần có thêm kiến nữa. Ta cần hai class và titanium. Ôi sao titanium nhiều quá. Nhìn thấy titanium mà đau lòng quá. Mình có tới hai cái wall locker chứa titanium mà nó còn không đủ nữa. Giờ ta sẽ chuyển cái head qua bên đây. Tại vì khu vực này mình phải gắn foundation vô cho nó đẹp. Mà gắn foundation thì làm sao chúng ta chui xuống cái head bên dưới này được. Bởi vậy bắt buộc chúng ta phải qua bên kia. Mà qua bên kia rồi, bây giờ cái head nó nằm bên đây. Còn không, ta phải gắn cái head lên phía trên. Hết titanium luôn. Còn có 4 cái titanium mà. Lấy cái là hết luôn á. Giờ lấy lại cái hatch và gắn lên phía trên. Gắn lên phía trên thì thấy sẽ hợp lý hơn. Rồi đó. Hợp lý hơn rồi đó. Bây giờ muốn vô cái bơi là đây. Hatch vô. Và I compartment. Mình gắn về phía bên này đi ha. Rồi ta sẽ gắn cái control room. Đây là phòng điều khiển. Rồi phòng điều khiển. Phòng điều khiển nó không kết nối được phía bên đó ta. Kỳ vậy. Cho nó dài hơn chút xíu nữa coi. Nó bị vướng cái gì đó. Thành ra gắn không được cái phòng điều khiển. Không được rồi. Chắc qua đầu bên kia đi. Chỗ này nó hơi bị vướng díu gì đó. Nó sẽ cần phải có khu vực rộng rãi. Chắc bị dưới cái scanner room á. Theo mình dự đoán là vậy. Và phòng điều khiển đây. Không được nè, thấy không? Rồi kéo ra thôi. Không được thì kéo ra. Không vấn đề gì. Ra đây mà không được nữa thôi luôn á. Cái observer thì không cần đâu. Và ta sẽ có. Đây là
Nó để lên trên này luôn hả? Mấy cái chân để nó chống cái phần này lên. Nặng quá mà phải vậy thôi. Bây giờ chỗ này mình không thích lắm, tại vì nãy gắn foundation rồi, thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ có control server map room rotate rotated navigate mini Đây là disable section. Đó, chúng ta có thể điều khiển được nè. Đây là moon pool nè. Chúng ta có thể coi được structural integrity nè. Đó là những cái đồ mà ta gắn thêm nó sẽ bị mất bao nhiêu cái khả năng chống cái phần sức ép từ nước á. Rồi ta thoát ra này coi. Để mình trả này vô giữa cái mình thoát ra cái này cái. Và đang là 18 giờ mấy. Tổng cộng chúng ta còn lại được 18 cái integrity. Năng lượng thì nó xài là 3 và tăng lên. Ồ, đây có còn đường đi nữa hả? Đây không có gì hết. Bên này là có chỗ để chúng ta có thể chỉnh màu. Submarine color. Chỉnh màu và tên. À, cái tên có màu thôi chứ không có gì hết. Bây giờ mình sẽ tạm thời ngắt điện ở Moon Pool. Và chúng ta đi kiểm tra ở bên Moon Pool. Tối thui và đèn là từ con Citrus nè. Và chúng ta qua đây, đó là đèn của Citrus. Cái đèn của Citrus chiếu rất là sáng. Và bây giờ chúng ta có thể kích hoạt điện trở lại. Và nó sẽ thấy được thông tin ở đây. Có những cái thông tin khác nhau ở trên trển. Rồi giờ còn một thứ nữa, nãy giờ đáng lẽ phải đi làm. Lên trên này gắn cái Glass Dome. Cái Glass Dome này giỡn à, còn cần phải có hai Titanium nữa. Tôi khóc đó. Thiệt tình luôn, tôi khóc đó. Bây giờ chúng ta cần phải đi scan cái gì đó lấy hai Titanium. Mình vừa đi scan Titanium thật là nhanh. Để chúng ta có thể gắn được cái Glass Dome lên phía trên. Ôi, gắn không được từ trong này rồi. Bắt buộc chúng ta sẽ phải ra ngoài mà trời ở ngoài tối thui. À, hên quá. Có thể đứng ở đây để gắn lên trển. Tàn ta tên. Quá dữ. Xuống dưới. Lên trển nào, lên trển. Đẹp chưa? Đó là cái vệ tinh căn cứ không gian của chúng ta đó. Giờ đi ngủ một cái. Thấy bầu trời ban ngày. Một bầu trời trong xanh huyền ảo. Đã chưa? Và đây là phòng giải trí. Thì không thể nào thiếu được một cái vending machine. Vending machine đâu? Lại là Titanium và Glass. Thiệt tình thôi, để bữa sau chúng ta gắn vô. Và nhìn lên đây, chúng ta có thể thấy được là một bầu trời trắng xóa. Tại vì bão tuyết rồi. Bão tuyết là hết thấy gì luôn, chỉ còn thấy bầu trời trắng xóa thôi. Và nói tóm lại, những thứ chúng ta đã tìm được thì ta đã sử dụng hết rồi đó. Ta cũng biết được công năng của từng cái món khác nhau. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.